Thưa quý vị, chúng ta đã đi qua năm 2014 với nhiều những thành tựu đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế xã hội. Để nhìn lại chặng đường đó thì hôm nay chúng tôi có mời đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phước đến để trao đổi về những cái dấu ấn nổi bật, đồng thời tìm các cái giải pháp để phát triển kinh tế xã hội trong năm 2015 và những năm tiếp theo. Xin cảm ơn đồng chí đã tham gia chương trình. Trước tiên xin mời đồng chí và quý vị có thể xem một cái phóng sự về những cái dấu ấn kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh trong năm 2014 do phóng viên Bảo Nghệ thực hiện. Năm 2014 khép lại, tỉnh Nghệ An đạt được nhiều dấu ấn trên tất cả các lĩnh vực. Trước hết, đó chính là hạ tầng giao thông. Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An có tổng chiều dài 73,8 km đã hoàn thành. Nhiều công trình cầu vượt đường sắt được đưa vào sử dụng. Ngoài ra, cảng hàng không Vinh được đầu tư xây dựng nhà ga hàng có khả năng đón khoảng 3-4 triệu lượt khách một năm và đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương điều chỉnh quy hoạch thành cảng hàng không quốc tế. Cảng Cửa Lò cũng được nạo vét để tàu 2 vạn tấn vào ra. Bên cạnh đó, hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư diễn ra sôi động và đạt được kết quả cao. Tính đến ngày 15 tháng 11 năm 2014, tỉnh đã cấp mới và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho 127 dự án với tổng số vốn đầu tư hơn 27.000 tỷ đồng. Trên lĩnh vực nông nghiệp, tổng sản lượng lương thực cả năm ước đạt hơn 1,2 triệu tấn, tăng 3,7% so với cùng kỳ. Đồng thời, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh đã có 33 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh được Ủy ban Liên Chính phủ UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại. Ngành giáo dục tiếp tục khẳng định được truyền thống của đất học xứ Nghệ với nhiều thành tích ấn tượng. Đối với ngành y tế, lần đầu tiên ở Việt Nam, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã điều trị thành công bệnh ung thư vú theo phương pháp ghép tế bào gốc tạo máu tự thân. Đây là những thành tựu quan trọng, tạo bước ngoặt để toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Vâng, thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rõ những cái dấu ấn nổi bật trên lĩnh vực kinh tế xã hội trong năm 2014 của tỉnh Nghệ An. Vậy thì theo đồng chí thì để có những cái đạt được những cái kết quả như vậy thì chúng ta có những cái động lực hoặc có những cái hành động nỗ lực như thế nào để mà đạt được cái kết quả đó? Năm 2014 thì chúng ta đã đạt được những cái thành tựu hết sức là to lớn, mà có 10 thành tựu nổi bật ở trong phóng sự đã nêu. Và để đạt được cái thành tựu này ấy, theo tôi là những nhân tố cơ bản để chúng ta vượt lên và giành được cái thắng lợi, đạt được những thành tựu như trên. Trước hết đó là do cái sự đoàn kết trong ban thường vụ, trong ban chấp hành, trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong nhân dân, cho nên có thể nói là tạo nên một cái phong trào cách mạng trong việc phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh trong cái công tác xây dựng đảng, và chúng ta gặt hái được những thành công như trên. Thứ hai là do cái nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, nghị quyết 17 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, nghị quyết 11 của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 và các cái cơ chế chính sách mà Trung ương đã ưu đãi cho chúng ta, đặc biệt là sự quan tâm của chính phủ và các bộ ngành trung ương, các cái tổ chức doanh nghiệp đối với tỉnh Nghệ An. Và đây cũng là một cái bước tiến về mặt cải cách cái thể chế theo ba cái trọng tâm của chính phủ triển khai. Thì như vậy cho nên là nghị quyết 26 của Bộ Chính trị đã dậy lên một cái phong trào, có thể nói là một cái nghị quyết nó hiệu quả nhất và đặt ra một mục tiêu nó sát hợp, và sự quan tâm giúp đỡ có hiệu quả của bộ ngành trung ương và nỗ lực phấn đấu của nhân dân địa phương, cho nên là chúng ta giành được thành tựu. Vấn đề nguyên nhân thứ ba tôi cho rằng là chúng ta đi đúng hướng, xác định đúng mục tiêu và chúng ta đi đúng hướng và chỉ đạo một cách quyết liệt về vấn đề cải cách hành chính, về cái vấn đề quyết liệt trong cái vấn đề chỉ đạo, chẳng hạn như là cái chúng ta ứng dụng cái tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, trong công nghiệp cũng như trong y tế và giáo dục, chúng ta đưa được cái giá trị sản lượng cao, tham gia vào trong cái chuỗi giá trị
chung của cả nước và quốc tế. Cho nên đây là những cái thành tiệu chúng tôi cho rằng hết sức là to lớn. Cái sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của Ban Chấp hành Tỉnh ủy đối với toàn bộ hệ thống chính trị và xã hội trong cái thời gian vừa qua có thể nói là rất là hiệu quả. Vâng, quá trình chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn trong năm 2014 vừa qua, thì bên cạnh những cái thành tích đạt được thì đồng chí thấy rằng là chúng ta còn có những cái tồn tại khách quan cũng như chủ quan như thế nào? Tôi cho rằng ấy là tồn tại thì nhiều lắm, cũng đã còn nhiều, chúng ta cần phải khắc phục. Và tồn tại của năm vừa qua sẽ là cái giải pháp để khắc phục của năm tiếp theo. Thế thì cái mà chúng tôi cho rằng là với cái bước tiến như năm 2014 là một bước tiến tương đối tiến bộ, nhưng mà để phải tạo được cái bước tiến cao hơn theo cái thế nhảy vọt, tức là chúng ta phải tạo được cái đột phá lớn cho cái kinh tế, thì như vậy ấy, là chúng ta mới có thể đạt được mục tiêu 26 của nghị quyết 26 của Bộ Chính trị đề ra, là đến năm 2020 là chúng ta trở thành một cái trung tâm kinh tế của vùng Bắc Trung Bộ trên 7 lĩnh vực, và chúng ta trở thành một cái tỉnh khá nhất của cái khu vực phía Bắc như lời mà Bác Hồ mong muốn. Vậy thì vậy là chúng ta phải tập trung để xây dựng những cái mũi đột phá và triển khai những cái dự án lớn tạo đà cho cái việc tái cơ cấu nền kinh tế theo cái hướng phát triển. Thế thì muốn như vậy ấy, thì chúng ta phải tập trung, thứ nhất là phải tập trung cái vấn đề thu hút đầu tư. Thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư trong cái vấn đề là phát triển các cái dịch vụ du lịch và thương mại, và thu hút đầu tư để gọi là đưa cái khoa học công nghệ mới vào để phát triển cái vùng miền Tây của Nghệ An và tập trung vào ba cái vùng kinh tế trọng điểm mà nghị quyết 17 đã chỉ ra. Thì như vậy chúng ta sẽ tạo được những cái dự án lớn, công nghệ cao, năng suất lao động tốt, thu nhập cao, và như vậy là chúng ta sẽ thu ngân sách sẽ nâng lên. Và điều đó đòi hỏi chúng ta phải tiến hành một loạt các biện pháp, từ vấn đề cải cách cái hành chính, rồi cái vấn đề là đào tạo nguồn nhân lực, để vào vấn đề xây dựng các cái khu công nghiệp, rồi về vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng như sân bay, bến cảng và xây dựng hệ thống đường giao thông cửa khẩu để thuận lợi thông suốt. Nhưng mà điều mà cái chúng tôi cho rằng là quan trọng nhất ấy, nếu chúng ta mà không tạo được cái đột phá lớn của kinh tế mà với cái mức độ như năm 2014, thì như vậy có nghĩa là khoảng độ 10 năm sau thì chúng ta cũng mới cân đối được thu chi. Bởi vì bây giờ chúng ta thu khoảng độ cho gần 8.000 tỷ, mỗi năm như vậy tăng khoảng độ hơn 1.000 tỷ, thì 10 năm sau chúng ta mới có được khoảng độ 18-19.000 tỷ. Và lúc đấy bây giờ chúng ta chi 14.000 tỷ, thì đến giai đoạn đấy cái chi cũng có thể lên đến cân đối được thu chi. Vậy thì chúng ta chưa thể trở thành một cái tỉnh khá được. Và bây giờ thu nhập bình quân của chúng ta chỉ mới 26 triệu trên bình quân trên một đầu người. Thế thì yêu cầu của chúng ta đến năm 2020 chúng ta phải đạt đến mức 3.200 đến 3.500 đô la trên một đầu người. Vậy thì phải tạo được cái đột phá về mặt kinh tế, và chúng tôi trọng tâm chỉ đạo ở các vùng kinh tế. Một là vùng miền Tây của Nghệ An, hai là vùng Vinh Cửa Lò khu kinh tế Đông Nam, và thứ ba là vùng Hoàng Mai Đồng Hồi. Đây là ba cái mũi đột phá kinh tế lớn. Và đến năm 2015 thì chúng tôi sẽ tập trung để mà xây dựng, 2015 này thì bây giờ đang triển khai để mà xây dựng là các cái nhà máy xi măng, để nhiệm kỳ tới chúng ta có khoảng độ 8 triệu tấn xi măng. Thứ hai nữa là nhà máy nhiệt điện. Thứ ba là các cái nhà máy đang còn xây dựng dở dang. Và thứ tư là tập trung xây dựng cái khu công nghiệp Việt Ship, khu công nghiệp Hoàng Mai Đông Hồi và khu kinh tế Đông Nam, để các cái nhà Việt Ship 6, để các cái nhà đầu tư có nước ngoài vào và trong nước vào, để và phát triển, tập trung phát triển cái đội ngũ doanh nghiệp và doanh nhân của tỉnh Nghệ An làm nền tảng cho cái việc phát triển kinh tế. Vậy thì nguồn ngân sách của chúng ta trong nhiệm kỳ tới phải đạt được khoảng độ 30.000 tỷ một năm. Thì lúc đấy là chúng ta và các cái tiến bộ về mặt xã hội, về mặt giáo dục, về mặt văn hóa, đảm bảo cái vấn đề an sinh xã hội cũng như là cái an ninh quốc phòng thì một cách toàn diện, thì chúng ta mới trở thành một tỉnh kiểu mẫu và một tỉnh khá nhất của khu vực miền Bắc. Vâng, thưa đồng chí, có thể nói rằng năm 2015 đó là một năm bản lề trong thực hiện nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ 17
và tổ chức tiến hành đại hội nhiệm nghi mới. Vậy thì với những cái giải pháp và mục tiêu đặt ra trong nghị quyết 26 của Bộ Chính trị như vậy, thì với vị trí lãnh đạo cao nhất của tỉnh, đồng chí có những cái giải pháp như thế nào để mà tiếp tục thúc đẩy cái kinh tế xã hội? Và chúng tôi thấy rằng cái vấn đề nhân lực là một cái vấn đề quan trọng trong cái bộ máy để mà góp phần thực hiện thành công những cái mục tiêu đặt ra. Chúng tôi năm 2015 là năm đại hội đảng tỉnh Đồng Bộ và cũng là năm bản lề để thực hiện một cái nhiệm kỳ mới, và nhiệm kỳ mới với yêu cầu đột phá. Vậy thì bây giờ là sân bay Vinh đã trở thành sân bay quốc tế, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch thành sân bay quốc tế. Cảng Cửa Lò là đầu năm 2015 trong quý 1 là sẽ mở rộng để tàu 3 vạn tấn có thể vào ra được, và xây dựng các cái công trình trọng điểm chẳng hạn như là nâng cấp đô thị Vinh để gọi thành phố Vinh thật sự là gọi là động lực của tăng trưởng, triển khai các cái dự án lớn về cơ sở hạ tầng như dài dự án JICA của Nhật Bản, rồi xây dựng nhà máy nước, xây dựng khu công nghiệp Việt Ship và xây dựng một loạt các cái công trình để tạo ra những cái đột phá lớn cho cái nền kinh tế. Và chúng tôi xác định là có bốn giải pháp xoay quanh là bốn cái trụ cột của cái kinh tế trong nhiệm kỳ tới, mà đặc biệt là trong năm 2015 là phải triển khai. Thì thứ nhất ấy là biến cái miền Tây Nghệ An trở thành một điểm sáng về phát triển kinh tế bằng cách là áp dụng các cái tiến bộ khoa học công nghệ về miền Tây của Nghệ An, gắn nông nghiệp với cái công nghiệp chế biến công nghệ cao để tạo ra cái giá trị xuất khẩu và tham gia vào cái chuỗi giá trị của toàn cầu. Vấn đề thứ hai là đẩy mạnh cái phát triển cái cơ sở hạ tầng. Vấn đề thứ ba là tiếp tục thực hiện cái cải cách hành chính và ban hành các cái cơ chế chính sách và đề xuất với Trung ương ban hành các cái cơ chế chính sách. Ví dụ như khu Việt Ship là được hưởng chính sách như khu kinh tế Đông Nam. Ví dụ như khu Hoàng Mai Đông Hồi, công nghiệp Hoàng Mai Đông Hồi được hưởng chính sách như khu kinh tế Đông Nam. Đây là một cái ưu tiên của Trung ương đối với tỉnh Nghệ An của chúng ta. Và tiếp tục là cải cách cái thể thế, cải cách hành chính, ban hành với các cái cơ chế chính sách. Và một vấn đề nữa là áp dụng cái phát triển cái nguồn nhân lực. Cái trụ cột thứ ba là phát triển nguồn nhân lực. Thế thì chúng ta muốn công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì rõ ràng nguồn nhân lực chúng ta phải đáp ứng. Và nguồn nhân lực chúng ta không chỉ cung cấp trong cái khu vực Bắc Trung Bộ này mà phải cung cấp cho các nhà đầu tư quốc tế và thậm chí có xuất khẩu lao động quốc tế ở một cái trình độ cao. Vậy thì các trường cao đẳng, các trường đại học của chúng ta phải vươn lên với cái chương trình đào tạo nó ngang bằng với quốc tế và khu vực. Vấn đề thứ hai nữa là cái lực lượng lao động của chúng ta, những em mà thi không có khả năng mà vào đại học với cái điểm số cao đấy mà có thể nói là muốn đi học nghề, thì như vậy là tỉnh sẽ tập trung đào tạo nghề, cung cấp nguồn nhân lực đó cho khu công nghiệp, cho các cái tập đoàn kinh tế, nhà nhà đều có việc làm, người người đều có việc làm, và như vậy là đều có cái thu nhập. Và cái và vấn đề cái trụ cột cái câu là thứ tư là phát triển cái dịch vụ du lịch và thương mại. Trong dịch vụ ấy thì chúng ta chú trọng dịch vụ tài chính ngân hàng, dịch vụ đào tạo nguồn nhân lực, dịch vụ y tế và các cái dịch vụ văn hóa thể thao. Thế thì những cái dịch vụ này ấy là để gói phục vụ cho cái việc phát triển của du lịch và thương mại của chúng ta, thì sản phẩm, xây dựng các sản phẩm chủ lực của tỉnh để tham gia vào các cái chuỗi cái sản phẩm của toàn cầu. Khi mà chúng ta bây giờ đã hội nhập quốc tế rất là sâu thì điều đó là đòi hỏi là rất là cấp thiết. Và cái vấn đề để đạt được những việc đó thì chúng ta phải biết đi tắt đón đầu, có nghĩa là áp dụng các cái khoa học kỹ thuật và công nghệ mới nhất trong tất cả các lĩnh vực. Ví dụ tôi nói là ví dụ chẳng hạn như là bộ sữa TH Trung Ưu là áp dụng công nghệ của Israel, ví dụ như là MDF là chúng ta áp dụng công nghệ của Đức, ví dụ như nhà máy gói cậu là than sạch thì chúng ta cùng áp dụng cái công nghệ mới nhất của Đức để gói cậu lấy các cái sản phẩm từ rừng, chẳng hạn như thân cây, cành, ngọn, rồi thậm chí là thực bì, để chúng ta ép ra các cái than sạch để mà xuất khẩu. Thì đây sẽ tạo công ăn việc làm cho hàng triệu lao động. Và gói cậu là chúng ta áp dụng kỹ thuật công nghệ cao, tiến bộ của y học trong
cái vấn đề là khám chữa bệnh. Như năm 2014 thì chúng ta là một trong 10 tỉnh Nghệ An là giành được một trong 10 thành tựu khoa học công nghệ của cả nước trong năm 2014, thể hiện như chúng ta đã ghép được tủy hoặc là chúng ta chữa ung thư vú bằng cách là ghép cái tế bào gốc. Mà điều này không phải là hôm nay là chúng ta làm một cái là được ngay, mà chúng tôi đã chuẩn bị cách đây 3 năm. Khi mà tôi đang làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân là đã có yêu cầu là thuê chuyên gia để nghiên cứu về cái vấn đề này và nâng cao về chất lượng của đội ngũ y tế trong cách đây từ những năm 2011 là đến nay, thì hôm nay có chủ chúng ta đã có những thành tựu về mặt khoa học công nghệ trong y tế. Rồi về dân ca vị dầm xứ Nghệ là văn hóa phi vật thể của nhân loại, thì chúng ta xây dựng cái nền văn hóa của chúng ta để cái kinh tế văn hóa thực sự là động lực phục vụ cho kinh tế chúng ta phát triển một cách bền vững. Như vậy là từ năm 2000, tóm lại là 2015, thì chúng ta phải tập trung để triển khai những mũi đột phá của nền kinh tế để cho nhiệm kỳ sau là với 4 cái trục kinh tế này sẽ đưa kinh tế của Nghệ An tăng trưởng cao và chúng ta nhanh chóng đến cuối nhiệm kỳ thì chúng ta trở thành trung tâm kinh tế của vùng Bắc Trung Bộ này và chúng ta sẽ trở thành một tỉnh khá nhất, một trong những tỉnh khá nhất của khu vực phía Bắc. Thưa đồng chí, chúng tôi còn nhớ rằng là trong cái kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh lần thứ 13 khóa 16, đồng chí có phát biểu rằng là bây giờ chúng ta tặng quà cho khách ngoài tỉnh là con cá gỗ, nhưng mà con cá gỗ đó vượt môn. Vậy thì chúng tôi hiểu rằng là con cá gỗ trong hình ảnh mà đồng chí nói đó là chúng ta đang có cơ hội để mà thực hiện nghị quyết 26 một cách mạnh mẽ hơn nữa và thực hiện tốt hơn những cái nghị quyết tỉnh Đảng bộ đã đi ra. Vậy thì theo đồng chí thì để mà con cá gỗ của Nghệ An mà tiếp tục vượt môn một cách xuất sắc ấy, thì chúng ta cần có những cái giải pháp tổng hòa như thế nào? Tôi cho rằng là muốn làm giàu được ấy thì đầu tiên phải là cái khát vọng làm giàu. Chúng ta phải lan tỏa được cái tư tưởng, cái nhận thức và cái khát vọng làm giàu trong mỗi người dân xứ Nghệ. Kể cả 3,2 triệu người dân xứ Nghệ đang sinh sống, công tác, lao động, sản xuất tại quê hương. Và cũng gần từng đấy người xứ Nghệ đang còn ở khắp mọi miền đất nước và ở nước ngoài. Thì mọi người cùng có một cái khát vọng là xây dựng là Nghệ An chúng ta trở thành một cái tỉnh giàu mạnh, trở thành một cái tỉnh kiêu mẫu như lời mà Bác Hồ căn dặn chúng ta trước khi Bác đi xa. Thế thì gọi là để làm được cái việc đấy thì rõ ràng mỗi người dân, mỗi cán bộ đảng viên phải là đầu tàu gương mẫu, phải là và gọi là các cái doanh nghiệp của tỉnh Nghệ An chúng ta cũng vươn lên để thể hiện được là cái lực lượng xung kích trong quá trình phát triển kinh tế. Thế thì với cái trách nhiệm, với cái khát vọng và với cái truyền thống hiếu học và học giỏi, văn hóa và cách mạng thì chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua mọi khó khăn và giành được cái thắng lợi như nghị quyết đã ban hành. Vâng, chúng ta đang chuẩn bị đón chào năm mới. Vậy thì trong cái thời điểm này thì đồng chí có những cái nhắn gửi nào đến cán bộ đảng viên, người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong năm mới như thế nào? Trước hết là tôi xin gửi tới toàn thể cán bộ đảng viên, toàn thể đồng bào, chiến sĩ lời cảm ơn sâu sắc. Trong những năm qua đã có cái sự đóng góp hết sức to lớn cho việc phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh của tỉnh Nghệ An. Và năm 2015 là thời cơ mới, vận hội mới. Chúc cho đồng bào chiến sĩ của tỉnh nhà chúng ta sức khỏe, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trên cương vị công tác được vui sao. Xây dựng tỉnh Nghệ An chúng ta ngày càng lớn mạnh và trở thành một cái tỉnh kiêu mẫu, một tỉnh khá nhất của khu vực miền Bắc. Vâng, xin cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã dành thời gian trao đổi với báo Nghệ An. Nhân dịp năm mới xin chúc đồng chí và gia đình sức khỏe, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn.